Tô Tượng đang ế khách, chủ quán bỗng vui tươi vì gặp thần tài đến. Trời ơi, mới đây một người chủ quán trong lúc ế khách thì bỗng dưng mặt vui tươi mà thốt lên rằng thần tài đến, thần tài đến, vì được chốt full combo tượng đang trưng bày. Theo đó, bé gái đang đi chơi cùng gia đình, thấy quầy Tô Tượng trông khá bắt mắt nhưng lại không có khách nào. Cô bé với chiếc xe điện trên tay đã vút ga lao vào xem thử thì vô tình mất phanh khiến em ngã nhào lên đống tượng. Hậu quả làm toàn bộ chỗ hàng của chủ quán bị vỡ vụn, không còn con nào nguyên vẹn để tô được nữa. Trước tai nạn ngoài ý muốn, cô bé đã không thể kìm nén được cảm xúc mà òa khóc. Vì em biết chỗ tượng kia sẽ được chuyển hóa thành money, trừ thẳng vào tài khoản của người nhà mình. Trong khi đó, chủ quán trước mặt tỏ ra khá buồn bã, nhưng trong lòng lại đang cười ha ha. Bởi vì khách sộp chốt đơn quá nhanh, quá nguy hiểm. Sau khi thanh toán đền bù xong xuôi khoảng hơn 300.000, nụ cười của cô bé đã quay trở lại trên môi, đồng thời phụ một tay để dọn dẹp đống tàn tích mà mình vừa gây ra. Nhiều người xem xong đoạn clip cũng phải bật cười vì tình huống chốt đơn không cần hỏi giá của bé gái với những bình luận hài hước kiểu đàn ế thì tự dưng thần tài đến, chủ quán kiểu mai cháu lại sang đây chơi nữa nha. Sợ nhất là xe điện này, bởi trẻ con nhiều khi không biết, vặn ga một cái là vọt đến bình nguyên vô tận luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.